Các bạn vừa nghe cặp loa của Mỹ, đó là TB. Nó thể hiện đưa ra một chất âm, các bạn thấy nó tuyệt vời không ạ? Vâng, dòng của Mỹ nó có khác. Mã số là TB-M10C. Dòng loa này được sử dụng bát 25 để anh em đánh số. Đấy, 250W, trở kháng là 8 ohm các bạn nhá. Trở kháng là 8 ohm. Và cặp loa đã được vệ sinh sạch sẽ, rất là đẹp. Cái này có thể các bác để dưới đất này. Đấy, hách lên này. Đấy, bốn chân này. Để nghiêng loa kiểm âm này. Dòng loa chuyên để hát karaoke, nghe hát. Đấy. Đối với loa TB này, tuy là loa full nhưng tiếng bass rất là đầy đặn, tiếng tép sáng sủa các bạn. Nó được sử dụng tép solution cơ mà. Vâng, với cặp loa TB và giá Ngọc Quang bán êm nhất cho các bác ở tại cửa hàng là 5.500.000, một cái giá rất là tốt với thời điểm này. Đối với cặp loa chất lượng như này nó phải trên 6 triệu, nhưng em vẫn bán cho các bác giá tình yêu nhất và một giá đẹp nhất, giá tại cửa hàng. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với Ngọc Quang, bên em đang có mã này nhưng mà bát 30 nữa các bạn. Vâng, trân trọng cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo hai số máy trên tấm biển màu xanh. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.